Xin chào cô bác chị bạn. Trước tiên tôi cũng xin kính chúc cô bác anh chị bạn sức khỏe và an. Hôm nay xin làm cái món đầu heo hấp tàu xì. Thì mua được cái đầu heo. Đầu heo là mình làm sạch hết rồi, trụng khử mùi rồi xong xuôi hết rồi. Đây có dầu mè với rượu, mau với lộ, tàu xì, tương lên màu thực phẩm, gừng với lại hạt niêm bột ngọt thôi. Này rất là đơn giản nhưng mà hấp kiểu này nó thơm lắm. Tàu xì. Chút xíu rượu. Chút xíu dầu mè. Bột ngọt. Hạt niêm. Cho thêm ít tương lượng mật thực phẩm nữa. Nó không phải là màu không mà nó cũng thơm. Cái tương này thì nó cũng có cái độ mặn này. Mình thử mình chạy cái hạt niêm đồ cũng ít. Mình thoa cho nó đều. Mình để tầm khoảng nửa tiếng sau nữa mình mới đem hấp. Nó ngấm. Cái đầu heo mình luộc hoài nó ăn nó cũng ngán. Làm gì cho nó ăn cho nó ngon chút. Cho ít lát gừng. Đây dưới này, để dưới này cái nước bốc hơi lên, cái nó hơi gừng nó lên, rút vô cái đầu heo thơm. Hôm nay cho móc ăn xương xương, cho móc xiết tốc độ, cho móc từng ăn một lượt hai cái đầu heo quay. Cái đầu heo này nghĩ không ăn thua. Thử tốc độ thử coi sao. Giấc này mình đem đi hấp. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đây hôm nay thi cái đồng hồ thưởng thức cái đầu heo ha. Hôm nay có một cái đầu heo này thì em nghĩ là số lượng ít đối với anh. Nhưng mà khó cho anh là hôm nay anh phải chạy đua thời gian thử coi sao. Nhưng mà Sơn trước tiên thì Sơn cũng xin thưa cô bác chị bạn thì cũng nhiều cô bác chị bạn comment vô kênh nói là Sơn ơi cho ăn ít lại. Sơn ơi có nhiều comment hơi tiêu cực một xíu, đó là Sơn sao mày ác quá vậy, đòi hỏi ác quá. Nhiều khi Sơn nằm đêm cũng đau lòng lắm, buồn lắm. Mới vừa rồi thay Sơn vừa họp là cuối tháng này họp anh em, bây giờ anh em có đồng ý không? Tại vì một khi mình đang số lượng nhiều thì xin ngày Sơn xin phép nói nha. Thì có được sự hiếu kỳ của cô bác chị bạn xem nhiều thì lượt view nhiều thì tất nhiên là có tiền nhiều thì anh em có tiền nhiều. Thậm chí như trong team mình là 6 anh em, hầu như anh em nào cũng muốn quay một ngày được 2 clip. Sơn nói lại một câu nữa là ví dụ ăn số lượng ít hoặc lượng nhiều thì hỏi mà Sơn có nói ít thì lượt xem ít. Thì bây giờ ví dụ một tháng là 10 triệu đi, tiền lương chính thức của anh em, ví dụ 10 triệu. Bây giờ ăn ít lại, ví dụ thay vì ăn 4kg, 10 triệu, bây giờ ăn 2kg, một tháng 5 triệu. Thì anh em nào cũng lắc đầu hết, không đồng ý. Lý do mình cũng xin nói thật, anh em đây ai cũng đều khó khăn, cố gắng để làm kiếm tiền lo gia đình. Thì Sơn cũng, nói thật là Sơn cũng rất là muốn cho anh em ăn ít, để anh em khỏe. Thì nhưng mà anh em của mình thì muốn ăn để cho có cái view cao chút để anh em có thu nhập. Thì Sơn xin nói rõ cho cô bác chị bạn thông cảm cho anh em mình luôn. Thì một tháng vừa chi phí các thứ đồ ăn một cái nọ lương bổng anh em thì dao động vào cũng tầm khoảng từ 180 đến 200 triệu là tất cả đầu trong vòng một tháng. Thì ví dụ mà lượt view mình đăng lên mà một tháng thì thu về cho trăm mấy đi thì anh em sẽ không có tiền nhiều để lo gia đình. Sơn nói thật luôn với cô bác chị bạn, có những mà cái tháng như tháng gần Tết nè, rồi qua Tết nè,
hoặc là bóng đá rồi đó, mấy chương trình bóng đá lớn rồi đó, là Sơn và vốn không có đồng nào hết. Nhưng mà Sơn á là nhiều khi 10 giờ tối 11 giờ tối Sơn mới ngủ, tại vì mà không phải mà mình thánh thần gì đâu, ngày nào mà cũng ra món ăn. Rồi Sơn cái lớp đồ nọ rất là nhiều, nói chung Sơn cũng rất cực. Sơn không ăn, biết Sơn biết anh em ăn thì anh em mệt thì anh em về nghỉ, Sơn đồng ý. Còn Sơn không ăn, nhưng mà Sơn mệt cái khác, thì lỡ mà Sơn có nói gì mà không đúng hoặc là cái gì đó thì cũng rất mong cô bác anh chị các bạn lượng từng tha thứ và thông cảm cho Sơn. Hôm nay như em ba ăn một cái đồ heo này là số lượng quá đó, anh phải chạy đua thời gian, anh biết không? Chờ chứ. Ha, ok, ngồi đây là phải lụm rồi. Lụm ha, rồi nè bỏ lại vô đi, nước mắm gì đó bỏ vô, hôm nay anh không có thời gian đó. Bây giờ cái đầu heo này thì nói chung là đây là xem cái đầu heo xem chia ra là thành 6 miếng đó, vô tay thành 4 miếng nữa, và mình tại chính sách YouTube không cho phép để những cái thành ra mình chia ra vậy. Bây giờ anh được 25 phút ha, anh nổi lên ba. Trời, ngồi là phải chơi rồi, để đứng là không chơi. Rồi thắng được 4 cái này nha. Mời cô chú anh chị các bạn dùng đầu heo. 1, 2, 3. Hai mươi lăm phút chắc là căng em ba, thường đó là đi ăn là 30-35 phút, hôm nay số lượng ít 25 phút, còn phải mà gỡ thịt rồi nó mất thời gian nhiều lắm đó. Anh phải làm tay làm hàm nhai mới kịp, hôm nay là không có phiến mãi phiến khích thời gian gì hết á, 25 phút là đen được luôn á. Cái đấy sụm bỏ lên, heo hấp rồi cái sụm cũng nghĩ là cũng ăn cũng cứng.
Đúng rồi, phải làm hầm nhai mới kịp. Thời gian không có chờ anh đâu á.
tấp trên đây nè, tấp ra là nó ra hết rồi. Nóng quá, quá nóng. Tận ơi, xương bột nó dính miếng gân rồi nha. Anh còn được 10 phút. Đỏ trên á. Tay làm hầm nhai cho bắt tóc cái kia ra cho nó nguội. Đúng rồi, tóc mạnh ra cho nó nguội. Cứ thiếu nó nguội ăn thoải mái luôn. Bữa nay cho y tự xử. Sát nút luôn. Theo mình nghĩ phòng 9 phút mà bao nhiêu thịt. Sát nút. Hôm nay là hơi bị khó cho anh ba. Cái đầu heo chắc này còn nóng, bốc khói, mình ngồi đây cách khoảng 1 mét lắng nghe mùi thơm. Khí mắt nhìn trong đó còn không? Rồi hết rồi, không còn dính gì luôn, dính gân thôi. Rồi rất là tiếc, còn được 8 phút. Hôm nay nó làm khó mà. Vô cái đầu heo là để cho anh chừng 30 phút, 40 phút thì đâu có gì gọi là thử thách anh được. Quá bình thường.
anh Ba từng ăn hai cái đầu heo quay rồi. Một cái này thì không ăn thua. Nên là hôm nay khó chút là chạy đua thời gian thôi. Chỗ mình thì như là không có đầu cao sang mỹ vị gì. Heo, bò, dê, rồi cá là vậy thôi, chứ không có gì thêm. Thành ra mình hay quay vụ thịt, heo, thịt bò là nhiều, gà vịt. Cái đầu heo này mà vừa móc vừa ăn luôn 25 phút rất khó. Bánh tăng lẹ mới có kịp nữa. Thì mình làm cái clip này thì Sơn cũng nghe lời cô bác chị bạn nói cho ăn ít lại, thời gian ngắn lại. Hôm nay làm cái clip này thì thời gian ngắn, ăn ít lại. Nói chung là Sơn cũng không muốn anh em ăn nhiều đâu. Quá đỉnh luôn, 21 phút 35 giây. Ăn sạch sẽ luôn. Ăn sạch sẽ. Quá hay. Ok, phần thưởng của anh ba. Một cái nữa coi. Ba cái ăn cảm nhận này, cái món này cảm nhận nó sao ba? Không, cái đầu heo hấp ngon. Ngon không? Có tiêu của đầu vỗ thơm á. Hai anh em mình cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem tiếp và đăng ký kênh của hai anh em mình. Hai anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và năng. Xin chào. Bye bye.